Huyền Thoại xin chào quý vị đến được tiếp theo của Huyền Thoại nha. Hiện tại chị Ni lại con chị Ni nha, ăn khay nước mía. Mấy gái mua 2 lít mía cả nhà. Chị gái này đi ngoài đẹp quá ha. Cần có gì đứng máy là chị quay luôn nha. Mấy ngày trước không có mấy cậu chua lại ăn ha cả nhà ha. Hiện tại thì cách đến mua đem về rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Họ đứng ngoài chờ rất là nhiều luôn cả nhà ha. Đi lúc nãy giờ làm cũng khá là mệt luôn cả nhà ha. Chạy quá vậy chạy luôn. Wow.
quán của anh Nguyên, cũng là quán của chị Ni cả nhà. Thì chú anh chị nào có lại cái ủng hộ nha cả nhà. Địa chỉ 520 phường 10 quận 4. Chị Loan vừa mới đọc địa chỉ luôn á cả nhà. Hiện tại thì cũng đủ tem cả nhà, đó, đủ hết trơn luôn. Mình có biết Trâm, Trang, chị Ni đủ hết cả nhà. Đó, đi chạy quá vậy, chạy luôn nha. Vô quá trời luôn cả nhà ơi. Đây là buôn đang chơi game. Lon xây qua chỗ nào cũng bị dính đó bạn. Xây qua chỗ nào cũng dính. Này phải quán quyền của nhà con chị đó. Con chị không dấn là của nhà chủ gì đó. Không phải quán của em ăn thôi. Thì tại chị Ni đang chạy bàn cả nhà. Quá trời đông luôn cả nhà ơi. Phía bên trong cũng rất là đông ha. Tình cảnh cho cả nhà cùng xem ạ. Đây chị Ni đang chạy bàn cho khách luôn. Có tiền cầm bàn cả nhà. Chú anh chị ở đây cũng thấy rõ ha cả nhà ha. Không, thành
Hội xin kép lại video, mong mọi chú anh chị ủng hộ like đăng ký nha cả nhà. Thì có gì mới hỏi chú về tiếp nha cả nhà, cũng là của chú anh chị. Đây thì mình đang chạy bàn cho khách rất là đông luôn, quay chú anh chị nha.